Thưa quý vị khán giả, rất nhiều người đã bất ngờ khi biết rằng cuộc thi Hoa hậu Quý bà Mỹ năm 2014 sẽ không được tổ chức tại Mỹ mà ở một nơi rất xa và đang hết sức nhạy cảm về mặt chính trị, đó là bán đảo Crimea, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng địa chính trị giữa Nga, Ukraine và các nước phương Tây. Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Mỹ lần thứ 39 sẽ tổ chức ở thành phố cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. Sevastopol và phần còn lại của Crimea vừa tách khỏi Ukraine, gia nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3 năm nay. Mỹ và phương Tây không công nhận việc sáp nhập này. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi độc lập với chính quyền Mỹ lại chọn Crimea là nơi tổ chức. Khi được hỏi về ý nghĩa chính trị như vậy, trưởng ban tổ chức cho biết ông đã không suy nghĩ tiêu cực, mà cuộc thi của ông nhằm thúc đẩy hòa bình. Chắc chắn sẽ có những phản ứng tiêu cực về cuộc thi của chúng tôi, nhưng mà tôi tin rằng đó chỉ là phản ứng của người Ukraine mà thôi. Còn chúng tôi thì không liên quan gì cả. Chúng tôi chỉ tổ chức một cuộc thi nhan sắc. Chính phủ không thể cấm vận chúng tôi được. Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Mỹ ước tính thu hút 70 triệu người xem hàng năm. Tất cả các sự kiện liên quan đến cuộc thi sắc đẹp ở Crimea sẽ được phát sóng tại hơn 70 quốc gia. Hôm 30 tháng 9, những tân sinh viên của trường đại học California đã làm nên một cuộc chiến gối ôm quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 4.200 người tham gia. Đây là lần thứ tư các bạn sinh viên của trường đại học California ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness Thế giới. Trời mưa không thể ngăn cản được hào hứng của các bạn tân sinh viên, thậm chí cuộc chiến gối còn diễn ra sôi động hơn. Đây được xem là hoạt động thường niên của các tân sinh viên trường đại học California. Kỷ lục của cuộc chiến gối hơi được lập trước đó là 3.813 cây gối. Du khách và thương nhân ở khắp nơi trên thế giới đang đổ về thủ đô của Ecuador để tham dự lễ hội hoa quốc tế lớn nhất châu Mỹ Latin năm nay. Trong khuôn viên rộng khoảng 12.000 m2, triển lãm hoa Abriflor tại Ecuador đã tạo nên một bức tranh hoa hồng đầy màu sắc và sinh động với rất nhiều chủng loại. Chúng tôi tổ chức triển lãm tại đây đơn giản là vì những loài hoa trưng bày trong triển lãm đều được trồng ở Ecuador và sở dĩ chúng tôi tổ chức một năm hai lần để tăng cường nhằm quảng bá các loài hoa của đất nước này, đặc biệt là hoa hồng. Một trong những loài hoa phổ biến nhất hiện nay và được săn đón nhiều nhất là hoa hồng nhiều màu. Cành của hoa hồng sẽ được cắt làm 3 làm 4 phần, mỗi phần đưa vào một ống màu khác nhau. Vì đây là loài cây hút nước nên nó hút hết màu trong ống như những gì chúng tôi đã làm. Chẳng hạn như lá cờ Ecuador phía sau lưng tôi là được làm từ hơn 50 loại hoa nhuộm. Tại nhiều nước, các câu lạc bộ bóng đá cũng thường đặt hoa cho những dịp lễ đặc biệt. Triển lãm lần này thu hút gần 200 nhà trồng hoa tại Ecuador và khách hàng đến từ 37 quốc gia trên thế giới. Họ đến đây chủ yếu tìm những loài hoa hồng đẹp nhất và khám phá thêm nhiều loài hoa mới. Tổng diện tích trồng hoa tại Ecuador hiện nay khoảng 2.500 hecta và trong tương lai, con số này sẽ tiếp tục tăng nhờ có lợi thế về địa hình. Trước khi chúng ta cùng đến với chuyên mục Thế giới trong trang sách, ngay sau đây anh Khoa và những người thực hiện chương trình xin mời quý vị cũng như là các bạn chúng ta cùng xem qua những hình ảnh tuyệt đẹp trong một đoạn quảng cáo dài 1 phút 30 giây của một chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Anh, M&S. Chúng tôi gọi đây là những vụ điệu của ẩm thực, thưa quý vị. Những câu chuyện trong lịch sử luôn luôn là nguồn cảm hứng bất tận của nhà văn và những nhà học giả, như bộ thần thoại, truyền thuyết, tiểu thuyết, sử ký, v.v. đã được ra đời từ đó. Và mới đây thôi, một tác giả có thâm niên nhiều năm cầm bút đã chọn những chi tiết trong huyền sử từ thời vua Hùng dựng nước để xây dựng nên một bộ tiểu thuyết có tên gọi Thần thuyết của người chim. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến với quý vị trong chuyên mục Thế giới trong trang sách ngay sau đây. Thần thuyết của người chim là câu chuyện về một giai đoạn trong huyền sử dựng nước của dân tộc ta từ thời Hùng Vương thứ 18 cho đến khi Triệu Đà xâm lăng và chiếm trọn nước Âu Lạc của An Dương Vương thuộc Phán. Thông qua nhân vật Lan Công, một thanh niên người bộ tộc chim có học, sau trở thành lạc hầu dưới thời thuộc Phán, tác giả đã dẫn dắt người đọc đi vào không gian dựng nước và giữ nước của các bộ lạc người chim trước âm mưu thôn tính và đồng hóa của người phương Bắc.
Dưới thời An Dương Vương thuộc Phán, bọn quan lại ương hèn đã mắc mưu thâm độc của Triệu Đà, đã biến non nước hùng mạnh của người Chiêm trở thành xứ sở phụ thuộc của đế chế phương Bắc Lương Bang. Một câu chuyện lịch sử tuy là thần thuyết nhưng vẫn làm cho ta hiểu và yêu hơn đất nước giống nòi mình. Chọn đề tài lịch sử để xây dựng tiểu thuyết, đây là một cách để đưa lịch sử đến gần với công chúng hơn. Giống như lời đề từ trong quyển sách, không có huyền thoại nào là không được bắt đầu từ những sự thật. Sách của nhà văn nhà thơ Văn Lê được Nhà xuất bản Trẻ phát hành. Và thưa quý vị, cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Trẻ cũng đã gửi đến quý độc giả một số tác phẩm mới, chẳng hạn như Tản Văn, Tiêu gì cho thời gian để sống của Hoàng Việt Hằng và tiểu thuyết Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương. Đặc biệt, nếu như ai đã từng khóc cười với cuốn truyện dài Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn của Trẻ Thơ, thì có lẽ sẽ không thể bỏ qua tác phẩm mới nhất của ông mang tên Thương Nhớ Trà Long. Chúng tôi sẽ thông tin đến tất cả quý vị trong chuyên mục kỳ sau. Thưa quý vị khán giả, và cùng với những chuyên mục quen thuộc của chương trình và những thông tin về văn nghệ và giải trí trong cũng như ngoài nước, chúng tôi luôn luôn mong đợi. Thưa quý vị khán giả, với những chuyên mục quen thuộc của chương trình và những thông tin về văn hóa, văn nghệ và giải trí trong cũng như ngoài nước, hàng tuần chúng tôi luôn luôn mong muốn mang đến cho tất cả quý vị những thông tin mới và cập nhật cho tất cả quý vị những điều bổ ích về văn hóa và văn nghệ. Một lần nữa anh Khoa cũng như những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Chúc quý vị luôn có một cuộc sống an lành cùng người thân và gia đình. Còn giờ đây, anh Khoa xin được nói lời tạm biệt với tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào, tạm biệt.